cố năn nỉ thuyết phục mãi, cuối cùng ông Tuân cũng thành công với phi vụ mua bán này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Hải quyết định nhượng lại khu đầm rộng 3 hectare cho ông Tuân dưới sự phản đối kịch liệt của thằng núi con trai ông. Hắn phản đối cha mình, bởi lẽ nơi này đã gắn liền với cuộc đời hắn từ thuở bé, cùng với biết bao kỷ niệm vui buồn. Cũng biết được điều này, nhưng vì muốn có tiền chữa bệnh, nên ông vẫn đành phải bán khu đất này. Nhưng khi giao kèo mua bán với ông Tuân, ông Hải nhấn mạnh điều khoản rằng ông chấp nhận bán khu đất này để làm khu du lịch sinh thái. Thế nhưng căn nhà của ông thì vẫn phải giữ lại để cho thằng núi nó còn chút kỷ niệm mà sống vui vẻ. Do ông Tuân là một người làm kinh doanh giỏi nên ông đã nhìn xa trông rộng và thấy được thằng núi là một nhân viên có thực lực nên nhận hắn vào làm cho ông. Vì hắn đã thông thuộc khu này như lòng bàn tay nên nếu hắn là một hướng dẫn viên du lịch trong khu này thì ai qua được hắn nữa. Vì thế mà ông Tuân chấp nhận ngay đề nghị của ông Hải. Thế rồi sau đó một thời gian ngắn, lúc ông Hải mất vì bạo bệnh, thì cũng là khi khu du lịch sinh thái Sen Vàng được ra đời. Đội ngũ nhân viên của ông mang tới, ông biên chế cả thằng núi vào đó. Do nơi này còn nguyên sơ, muông thú tự nhiên cũng còn nhiều, cộng với hai đầm sen tuyệt đẹp mà bao lâu nay ông Hải đã chăm chút gìn giữ, khiến khu du lịch nhanh chóng được nhiều người biết đến. Nói về hai đầm sen, cái đầm rất lớn ở phía bên ngoài, ông bố trí làm nơi tham quan. Đi sâu vào bên trong chừng 100 mét thì đến đầm sen nhỏ hơn. Ở đây ông bố trí hơn chục căn phòng để du khách có nhu cầu ngủ lại ban đêm. Do vậy mà khách du lịch đến đây, ai nấy cũng đều rất vừa ý vì có đủ nhu cầu cần thiết để nghỉ dưỡng. Nói về thằng núi, hắn là con trai độc nhất của ông Hải. Mẹ hắn đã mất khi hắn mới vừa lên 7, từ đó hắn ở với ông Hải cho tới giờ. Do được thừa hưởng từ gen của cha nên tướng tá hắn cao to, phần từ bé hắn đã sống trong khu này và lao động nhiều. Nên người hắn săn chắc vạm vỡ, chỉ có nước da là hơi ngăm đen, thế nhưng bù lại khuôn mặt của hắn nhìn rất điển trai. Nói về nhân viên trong khu du lịch sinh thái này, tất cả có khoảng 8 người cả nam lẫn nữ. Do vị trí khu sinh thái nằm xa đô thị, nên ông Tuân đã xây dựng một khu nghỉ ngơi cho nhân viên, thế là tất cả 8 người nhân viên đó đều nghỉ tại đây sau giờ làm. Những nhân viên này chỉ trực tiếp phục vụ khách vào ban ngày, còn ban đêm thì được nghỉ ngơi. Riêng thằng núi thì không phục vụ khách ban ngày, đến khi nhân viên của khu du lịch nghỉ ngơi thì hắn bắt đầu làm việc công việc của hắn là phục vụ đêm cho khách ở khu nhà nghỉ. Vì khu đầm này là của nhà hắn nên hắn thông thạo đường đi nước bước, vậy là hắn được đặc cách, một mình phục vụ khách hàng vào ban đêm. Trước đây khi hai đầm sen của gia đình chưa bán đi, hắn sống với cha mình và mưu sinh bằng cách thu hoạch sen rồi mang ra chợ bán. Do xu hướng xã hội thời gian này, mọi người ưa thích hoa sen, nên công việc của hắn cũng gọi là thu nhập khá. Do vậy mà việc chi tiêu ăn uống của hai cha con hắn cũng tương đối thoải mái với cuộc sống hàng ngày. Nhưng do bệnh tình ông Hải trở nặng, không còn đủ kinh phí chạy chữa, nên đành phải bàn giao nơi này lại cho ông Tuân. Thế nhưng từ ngày khu này được bán lại cho ông Tuân, thằng núi biết thêm được nhiều điều thú vị, ngoài việc vui vẻ với công việc. Hắn còn bắt đầu tiếp xúc với nhiều khách du lịch hơn, nhất là những nữ đại gia. Đa số là những máy bay bà già, họ muốn đến nơi yên tĩnh này để tìm giây phút thành thơi. Thoạt đầu chưa quen, thằng núi cũng cảm thấy chán với công việc này lắm. Thế nhưng sau một lần tình cờ hắn có được một niềm vui ngẫu nhiên, làm cho hắn mở thêm tầm mắt, từ đó thấy được cuộc sống này cũng thật là đẹp và thú vị. Hắn bắt đầu cảm thấy yêu cái nghề này hơn. Hôm đó, hắn đang trực ở quầy phục vụ, thì nhân viên trực lễ tân nhận được cú điện thoại của khách yêu cầu phục vụ bữa khuya, thế là thằng núi phải trực tiếp đưa bữa ăn đến cho khách. Khu nghỉ dưỡng gồm 12 phòng, thế nhưng hôm đó chỉ có 2 phòng là có khách ở lại. Người khách vừa đặt bữa ăn khuya là một máy bay bà già, bà ta chọn căn phòng cuối cùng cho yên tĩnh. Khi thằng núi đem thức ăn đến, hắn gõ cửa để giao đồ ăn. Nghe tiếng gõ cửa, bà Hà biết là nhân viên phục vụ đã đưa thức ăn đến cho mình. Bước ra, bà mở cửa cho thằng núi mang thức ăn vào. Khi cửa mở, thằng núi bàng hoàng khi nhìn thấy bà Hà, bà ăn vận cứ như ở chỗ không người. Nhưng vì khách hàng là thượng đế, nên hắn cũng không dám ý kiến gì mà cứ lẳng lặng bê thức ăn đặt lên bàn rồi bày ra cho khách đúng như bài bản. Bà Hà nhìn thấy hắn thì ưng mắt ngay, mẫu người lực lưỡng cao to săn chắc như hắn chính là mục tiêu săn đuổi tìm kiếm của bà. Sau khi thằng núi bày thức ăn ra bàn cho bà xong, hắn vừa quay ra thì thấy cánh cửa bị chốt lại. Trước mắt hắn bây giờ, bà Hà trông thật khó tả. Thấy bà Hà như thế, thằng núi còn chưa hiểu ra vấn đề thì bà lên tiếng: "Cưng ở đây với chị thêm một lúc, chút nữa chị bồi dưỡng cho." Lúc này thằng núi mới hiểu ra vấn đề việc này, nó đã được ông Tuân chủ khu du lịch quán triệt, nên hắn cũng không mấy bất ngờ khi nghe bà Hà ngỏ lời. Hắn nở một nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng nói:
chị cứ ăn trước đi cho có sức, em ngồi ở đây cũng được mà. Nghe xong, bà Hà lúc này đâu có màng đến việc ăn uống nữa, vì mục đích của bà là chuyện ấy cơ. Khi nghe thằng núi nói như thế, bà liền tiến đến gần và chủ động mọi việc. Thế là thằng núi bắt đầu làm công việc thứ hai của mình. Sau gần một giờ đồng hồ tận tình, bà Hà không còn biết mình là ai nữa. Bà không ngờ nhiều năm tháng qua, bà đi đây đi đó khắp nơi ở các khu du lịch, nhưng chỉ có lần này, bà cảm thấy như đã tìm được một nơi an dưỡng ưng ý nhất. Thằng núi sau khi làm xuất sắc vai trò phục vụ của mình, hắn được bà Hà ưu ái mà bồi dưỡng cho gấp đôi cái giá được ấn định. Đây là lần đầu tiên hắn phục vụ một máy bay, tuy còn nhiều bỡ ngỡ, song chính vì phong cách phục vụ có phần hơi vụng về đã làm cho bà Hà cảm thấy rất thích thú. Thế là suốt cả tuần đó, hắn là nhân viên phục vụ riêng của bà Hà. Một lần bà Hà đến thu tiền hàng ở nhà con Phượng, do hai bên làm ăn cùng nhau đã lâu nên cũng quý nhau như anh chị em. Hôm đó không hiểu sao mà con Phượng lại tâm sự nhiều với bà Hà về chuyện chăn gối riêng tư của vợ chồng nó. Chuyện là thằng Phú chồng nó đã yếu lại còn mắc chứng chưa ra đến chợ đã hết tiền. Bà Hà nghe xong thì cười nói: "Em chỉ tối ngày ở với chồng, không ra khỏi cửa nên không biết được bên ngoài nó hay như thế nào đâu. Chị biết một nơi nếu chỉ đến đó một lần thì chắc chắn không bao giờ quên được." Nghe bà Hà nói vậy, con Phượng cũng cảm thấy tò mò nên hỏi tới. Bà Hà ra vẻ bí mật và nói rằng: "Em cứ chuẩn bị đi, khi nào có thể đi với chị được vài ngày thì báo với chị sẽ đưa em đến đó chơi cho biết." Thế là một kế hoạch lừa dối được hình thành trong gia đình của con Phượng. Hôm đó, khi vợ chồng chúng đang ngồi ăn cơm, thì con Phượng nhận được điện thoại. Do đã sắp đặt trước, nên con bé ngồi ngay mặt chồng nó để nghe. Sau tiếng alo, bà Hà cất tiếng nói rõ ràng: "Công ty chị có chuyến đi Phú Quốc du lịch, coi như là khuyến mãi cho khách hàng làm ăn lâu nay, em có muốn tham gia không? Hoàn toàn miễn phí, bên chị bao hết." Bà Hà vừa nói dứt câu, con Phượng liền xoay qua nhìn chồng như thăm dò ý kiến, xem hắn có đồng ý cho nó đi hay không. Vì biết bà Hà làm ăn với vợ mình lâu nay nên thằng Phú cũng có phần tin tưởng. Sau khi nghe con Phượng trình bày, thằng Phú liền đồng ý cho con Phượng đi một chuyến ra Phú Quốc 3 ngày. Vậy là cả hai đã qua mặt thằng Phú một cách ngoạn mục. Rồi ngày xuất phát cũng đến. Sáng đó bà Hà đến tận cửa để đưa con Phượng đi. Cả hai rong ruổi trên đường đến hơn 4 giờ thì cũng đến được khu du lịch. Thấy bà Hà là khách quen nên nhân viên liền bước ra cất xe cho bà. Thế là hai chị em tiếp tục rong ruổi vào khu đầm khi trời còn chưa tối hẳn. Sau một lúc đi dạo, cuối cùng cả hai cũng đến được khu nhà nghỉ. Bà Hà nhận ngay phòng quen thuộc của bà để cả hai ở cùng đêm nay. Sau tắm rửa sạch sẽ thì trời cũng đã hơn 7 giờ tối, con Phượng hồi hộp chờ đợi từng khoảnh khắc trôi qua. Đến khoảng 10 giờ thì bà Hà lấy điện thoại ra gọi cho quầy tiếp tân rồi đặt hai suất ăn đêm. Vì bà biết nơi đây có mỗi mình thằng núi là phục vụ đêm mà thôi, nên khi thức ăn được nấu chín thì thằng núi được điều đi mang thức ăn cho bà. Đến nơi hắn gõ cửa, khi nhìn thấy bà Hà, hắn liền biết ngay là đêm nay mình phải làm gì rồi. Thế nhưng hắn không ngờ trong phòng có đến hai người. Khi hắn bê thức ăn vào, con Phượng vừa nhìn thấy hắn, nó liền cười mỉm và nghĩ ngợi đến những viễn cảnh tuyệt vời, nhưng cũng có chút lo lắng khi nhìn thằng núi to như một con King Kong. Không nói không rằng, bà Hà đứng lên bước ra chốt cửa. Thằng núi cũng biết công việc của mình là gì, nên nó cũng làm những gì cần thiết cho việc chuẩn bị phục vụ. Vì bà là người đưa con Phượng đi chơi, nên bà đành ưu tiên cho nó thưởng thức trước. Khi vào trận chừng vài phút, bà Hà nghe tiếng con Phượng nói những lời ngọt ngào với thằng núi bên trong, thì bà Hà cười đắc ý vừa nói vọng vào: "Chị nó có sai không?" Nhưng lúc này, con Phượng đâu còn nghe thấy được lời của bà Hà nữa. Sau 40 phút qua đi, cuối cùng con Phượng cũng xin thua, không thể đồng hành được nữa. Vậy là thằng núi đã làm tròn bổn phận với vị khách mới. Đến gần 12 giờ đêm thì nó đã hoàn thành nhiệm vụ cho cả hai. Lúc này tất cả nhân viên ở quầy tiếp tân cũng vào giấc ngủ, nên hắn cũng lầm lũi về nhà. Sau 3 ngày được bà Hà đưa đi chơi, con Phượng cảm thấy chuyến đi chơi này sẽ mãi mãi khắc ghi trong đầu nó đến suốt cả cuộc đời. Nó tấm tắc khen riêng với bà Hà rằng người chủ ở khu du lịch này đã bố trí được nhân viên phục vụ thật phù hợp. Nếu có điều kiện, nó vẫn sẽ tới đây để nghỉ ngơi. Nói về thằng núi, sau khi được bà Hà giới thiệu thêm cho vài mối khác thì công việc ngày càng thuần thục hơn. Hắn biết mình phải làm gì với ai, độ tuổi nào, vì thế mà hắn ngày càng được các máy bay ưu ái để ý nhiều hơn. Sau khi được quản lý khu du lịch báo lại cho ông Tuân nghe, ông cảm thấy hài lòng với sự nhiệt tình của thằng núi. Nhưng ông có điều lo lắng,
rằng chỉ với một mình hắn thì khả năng phục vụ có thể kéo dài được bao lâu. Vì thế mà ông ta bắt đầu tính tới chuyện đầu tư sức khỏe cho hắn. Bữa ăn tối của hắn cũng được chu đáo và cải thiện hơn cùng với các loại dược liệu quý hiếm mà ông đặt mua ở nước ngoài. Do vậy mà lượng khách đăng ký để cho hắn phục vụ ngày càng nhiều hơn. Những tưởng công việc ấy sẽ giữ chân hắn lại đây được lâu dài, tuy nhiên một sự cố xảy ra làm ông Tuấn hoàn toàn bất ngờ với sự rời đi của hắn. Sau nhiều lần nghe bạn mình giới thiệu, bà Loan cũng lấy làm tò mò, nhưng vì bà đang sở hữu một thằng nhân viên ở chỗ tập gym, bà cho rằng hắn là người tình tuyệt vời nhất hiện nay của bà. Do vậy mà sau khi nghe bà Hà giới thiệu về thằng núi, bà Loan cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Thế nhưng, qua nhiều lần tâng bốc của bà Hà về thằng núi, cũng khiến cho bà có phần tò mò hiếu kỳ, nên trong bụng bà cũng có ý đến đó chơi một lần cho biết. Vì không muốn bị tai tiếng, sợ bà Hà không kín miệng, nên bà Loan chỉ lặng lặng đi một mình chứ không rủ bà Hà đi cùng. Sau nhiều giờ lặn lội theo chỉ dẫn của bà Hà, cuối cùng bà Loan cũng tìm được khu du lịch sinh thái ấy. Bước vào, bà gặp tay quản lý đang ngồi ở quầy tiếp tân. Bà nói nhỏ với hắn, bà là bạn thân của bà Hà, khách quen ở đây. Sau khi nghe bà Loan giới thiệu xong, tên quản lý vội vã bước xuống cất xe cho bà, rồi cho người hướng dẫn bà đi đến nơi khu nghỉ ở khu đầm sen nhỏ. Sau khi đến nơi, bà Loan bước vào tắm rửa, rồi nằm nghỉ ngơi. Đến gần 10 giờ tối, bà lấy điện thoại gọi cho tiếp tân để đặt phần ăn đêm. Và đúng như lời bà Hà giới thiệu, sau cuộc gọi đặt thức ăn, thì chỉ khoảng nửa giờ sau liền có tiếng gõ cửa. Bước ra bà Loan mở cửa, lúc này cả hai nhìn nhau đều sững người. Thằng núi thì ngạc nhiên khi thấy bà Loan còn khá trẻ đẹp, khi tuổi thì đã ở ngưỡng tứ tuần. Riêng bà Loan thì khi thấy vóc dáng cao to của thằng núi, cùng với đôi tay rắn chắc và khuôn mặt điển trai khiến bà muốn vào việc luôn. Là một người từng trải nên bà cũng không có gì ngại ngùng. Bà bảo thằng núi ra chốt cửa lại, khi hắn vừa quay vào thì bà Loan nhanh nhào vào hắn rồi chủ động mọi việc. Lúc này thằng núi cũng biết tiếp theo hắn ta phải làm gì rồi, vậy là công việc bắt đầu tiến hành. Vì hôm nay cả dãy phòng nghỉ chỉ có mỗi mình phòng của bà Loan, nên thằng núi nói nhỏ vào tai để bà hiểu. Hắn nói, tối nay em là của chị cứ vô tư mà thể hiện xúc cảm. Thế rồi những yêu cầu của bà thì hắn ta đều đáp ứng đầy đủ. Có lẽ bà là mẫu người sinh ra để sống về đêm, nên cả đêm đó bà giữ thằng núi ở lại bên đến khi trời sáng. Thằng núi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn về nhà để nghỉ ngơi, còn bà Loan thì phải đến 11 giờ trưa hôm sau mới ngồi dậy nổi. Dự tính của bà là chỉ thử một đêm, nhưng sau khi được tiếp xúc với thằng núi, bà quyết định ở lại thêm một đêm nữa để biến thằng núi làm của riêng. Thế là ngày hôm đó, bà chỉ mong sao cho thời gian qua mau để chờ trời nhanh tối. Chỉ mới có 8 giờ tối mà bà đã gọi điện để đặt thức ăn khuya rồi. Không để khách VIP phải đợi chờ lâu, nửa tiếng sau thì các thứ đã được nấu chín, thằng núi lại tiếp tục mang thức ăn đến phục vụ cho bà. Vừa gặp lại, bà Loan lao vào ôm chặt lấy hắn mà thều thào. Em làm cho chị nghiện em mất rồi. Thằng núi nghe thấy điều này hắn cảm thấy vui lắm. Hắn cúi xuống bế bổng bà ta lên đặt vào nệm, rồi hắn chỉ đơn thuần làm tốt công việc của hắn mà thôi. Sau khi hiệp một kết thúc, lúc này bà Loan mới đi thẳng vào vấn đề. Bà nói với hắn rằng, chị sẽ cho em một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi no đủ, tiền bạc không thành vấn đề, nếu như em chịu theo về ở với chị. Lúc này thằng núi cũng bắt đầu suy nghĩ, vì nó cũng cảm thấy chán ngán với cuộc sống ở nơi này rồi. Sau khi nghe bà Loan nói như vậy, hắn bắt đầu cùng bà bàn bạc sâu hơn. Sau nhiều giờ trao đổi, cuối cùng hắn cũng siêu lòng với sự dụ dỗ ngọt của bà Loan. Và lại, từ lúc hắn bắt đầu dấn thân vào nghề này, bà Loan là người phụ nữ mà hắn ưng ý nhất. Có lẽ vì bà chưa từng trải qua một lần sinh đẻ, cũng chưa từng lấy chồng, nên còn giữ được những thứ giống như một người con gái. Vì vậy mà khiến cho thằng núi cảm thấy có chút tình ý với bà. Sau khi cả hai đồng chấp thuận, bà Loan bắt đầu cho hắn một cái hẹn. Rồi sau đó không lâu, hắn đã theo bà rời bỏ mảnh đất này để đi tìm cho mình một tương lai mới. Bà Loan sau khi dụ được thằng núi, bà đưa hắn về cất giữ tại một biệt thự của mình. Bà xem hắn như một báu vật, rồi kết thúc ngay với gã tình nhân cũ mà bao lâu nay bà vẫn sử dụng. Sau một thời gian gắn bó, bà quyết định sống với hắn đến hết đời còn lại, rồi bà đã cho hắn có một vị trí nhất định trong cuộc đời. Bà đưa hắn đi làm giấy đăng ký kết hôn. Kể từ đó, hắn chính thức là người chồng đầu tiên trong cuộc đời của bà. Thằng núi cũng kể từ đó một bước lên làm ông chủ của một cơ sở sản xuất rượu có tiếng ở Sài Gòn. Thưa quý vị, các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên?
hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới để cho chúng tôi cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Đừng quên like, subscribe kênh để tôi có thể gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.